Cuộc thi sắc đẹp mèo diễn ra tại một trung tâm thương mại ở quận 7, dành cho người yêu mèo và nhân giống mèo chuyên nghiệp diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 10. Đây là lần thứ tư cuộc thi được tổ chức với gần 100 bé mèo đến từ các nước Đông Nam Á và hơn 10 giống mèo tham gia. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Liên chi Hội Mèo Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Động vật Việt Nam cho biết, tiêu chí lựa chọn mèo đẹp đều dựa bộ tiêu chuẩn của từng giống mèo đã công nhận từ Liên đoàn Mèo Thế giới về đầu, thân hình, bộ lông. Đặc biệt những thí sinh có thái độ thân thiện, xã hội hóa tốt cũng được chấm điểm cao. Trong đó, trung bình mỗi chú mèo chấm qua 3 vòng thi để cọ sát các giống mèo khác nhau để chọn ra thí sinh đẹp nhất. Hàng chục giống mèo quý hiếm, đa dạng về nguồn gốc và chủng loại như mèo Anh lông ngắn, mèo tai cụp, mèo Ba Tư, mèo Ai Cập, Toyger, Maine Coon tham gia thi. Trong đó, có mèo Highland Fold tai cụp từ Thái Lan sang Việt Nam tham dự show. Chú mèo có giá trị gần 400 triệu đồng, bộ lông dày và kích thước lớn. Cuộc thi không chỉ chọn ra những bé mèo đẹp nhất mà còn là nơi cho những người yêu mèo, nuôi mèo giao lưu, chia sẻ kiến thức chăm sóc, yêu thương động vật. Bé mèo của mình nó là màu Golden, Lilac Golden. Thì bé này là bé cái, nó khoảng tầm 5 tháng. Bé này thì mình đã bán đi bên nước ngoài rồi, nhưng mà chủ nhờ mình đem thi giùm thôi. Bé này thì mình bán 5.000 luôn. Bé này thì hôm nay tới là mới đạt giải là top 4 bé mèo mèo con á, cái thường viên. Bé này là một trong tại vì nhà em cũng đông á, cho nên nó là bé này á là hôm nay em đưa đi là để cấp thả để nhân giống á, tại vì nhà em là chuyên nhân giống. Bé này á là người ta gọi là mèo Anh lông dài màu bi phao, phải gọi là màu hiếm à, màu hiếm hiện nay á. Cho nên là giá của bé hơi cao, nhưng mà nếu mà sản phẩm rút ra sau này á, thì tầm mình bán cũng tầm trung mà chứ không có bán, nhà em thì không có bán quá cao gì hết á, tại vì nhà em là chạy nhân giống mà. Đây là lần thứ hai cuộc thi sắc đẹp mèo được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp 35 năm thành lập Liên đoàn Mèo Thế giới. Chương trình nhằm tôn vinh những người nuôi mèo trong khắp khu vực Đông Nam Á, những nhà nhân giống mèo tại khu vực phía Nam và tìm ra kiện tướng mèo quốc tế Coral Master.